Nội dung phim, bộ phim kể về Không Hầu, do Lục Đình Ngọc thủ vai, là công chúa tiền triều, được lưu lại mạng để làm linh vật cho sự nhân từ của tân đế. Nhờ nhân duyên mà giúp Vong Thông, một vị tu tiên, phá được tâm cảnh, nên sau đó được Vong Thông nhận làm đệ tử. Mang đi Lăng Ưu giới, gia nhập Vân Hoa môn, nàng đã vô tình bước chân vào thế giới của người tu tiên. Sau đó, Không Hầu còn được mọi người ở đây yêu thích cương triều. Bên cạnh đó, nàng đã cùng với sư huynh sư bác đến Nạp phái bên cạnh tu luyện. Nhưng vì để chịu đựng gian khổ rèn luyện tâm trí, nàng đã chủ động xin xuống núi. Sau đó, nàng đã gặp Hoàn Tông, do Lý Hoành Nghị thủ vai, là một người có vẻ bề ngoài nhu nhược yếu đuối, nhưng không ngờ chàng lại là một nhân tài hiếm có trong giới tu tiên. Hai người đã cùng nhau trải qua nhiều gian nan, thử thách để có thể nâng tầm tiên khí trở thành một đại tông sư, trong quá trình đó họ cũng đã nảy sinh tình cảm với nhau. Hoàn Tông chính là trọng tỷ chân nhân, thiên tài tu luyện nổi tiếng khắp Lăng Ưu giới. Anh là kiếm tu, lại từ nhỏ đã vào Lưu Quang Tông tập trung tu luyện, nên anh vốn đã lạnh, nay ngày càng lạnh hơn. Nhưng chính vì vô tình nên lại xuất hiện tâm ma, khiến cơ thể tổn thương, không phá được tâm cảnh, trì trệ tu luyện. Cho đến khi một khắc gặp được Không Hầu, vận mệnh Hoàn Tông đã rẽ hướng. Băng trong trái tim anh dần tan, tình cảm cũng bắt đầu xuất hiện, anh dần biết quan tâm đến người xung quanh. Anh dần cảm nhận cái tình của cuộc sống, anh dần bắt đầu biết cười, biết làm nũng, chỉ với Không Hầu thôi nhé, và trên hết, anh đã biết yêu. Chính tình yêu đã giúp anh ngộ đạo, phá được tâm ma. Kiếm tu vì sao cầm kiếm? Vì để bảo hộ thiên hạ, bảo hộ tông môn, bảo hộ chính mình, và trên hết là bảo hộ ái nhân. Người có thứ để bảo vệ mới có thể làm chính mình trở nên cường đại hơn. Trước kia hắn cho rằng vô tình là vô địch, hiện tại hắn rốt cuộc rõ ràng, có tình cảm mới là cường đại chân chính. Hai anh chị ở bên nhau nó manh không thể manh hơn được luôn ý, nhưng lại hài ở chỗ vị trí nam nữ bị đổi ngược cho nhau cơ. Chị thì cực sủng anh luôn, còn anh thì chuyên ngành bán manh a. Cái gì mà mặt mũi, cái gì là danh tiếng, lúc trước anh không quan tâm thì bây giờ anh cũng không thèm đâu nhé. Làm nũng này, bán manh này, chăm chị này, cả ở rể nữa, cái gì anh cũng mặt dày chơi tất. Chỉ cần có Không Hầu ở bên là anh chẳng còn thiết gì đâu. Mà chị Không Hầu cũng sủng anh cực luôn ấy. Vì giúp anh trọng tố linh đài, chị bèn xuất biết bao vận may để giúp anh tìm dược. Khi có người nhắc nhở, nam nhân không được sủng quá, ngươi chuyện gì cũng giúp hắn làm, hắn là sẽ vậy sẽ cậy sủng mà kêu. Chị lại tự hào đáp, không có biện pháp, nam nhân của mình không sủng, chẳng lẽ đi sủng nam nhân khác. Anh chị đổi vai cho nhau đấy à? Mà nam nhân được sủng ở đây có phải Tiểu Bạch Kiểm đâu, chính là trọng tỷ chân nhân nổi danh nhất Lăng Ưu giới đấy.